Tom Cruise tự cách ly khiến nhiệm vụ bất khả thi 7 tiếp tục lận đận. Hãng Paramount Pictures vừa công bố rằng chúng tôi đã tạm dừng sản xuất nhiệm vụ bất khả thi 7 cho đến ngày 14 tháng 6 do kết quả xét nghiệm có các nhân viên mắc COVID-19 trong quá trình kiểm tra định kỳ. Chúng tôi đang tuân thủ tất cả các quy trình an toàn và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình. Tuy nhiên, tờ Sun của Anh thông tin Tom Cruise không nằm trong danh sách mắc COVID-19. Tờ Sun của Anh dẫn nguồn tin riêng tiết lộ có 14 thành viên đoàn làm phim mắc COVID-19 sau cảnh quay hộp đêm. Tom Cruise và những người còn lại có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng phải tự cách ly trong 14 ngày. Nguồn tin cho biết tài tử Hollywood đã tiếp xúc gần ở khoảng cách vài mét với các nhân viên thân cận và vũ công bị mắc COVID. Không chỉ Tom Cruise, toàn bộ 60 người trong đoàn làm phim cũng phải tự cách ly 14 ngày. Điều này gây ảnh hưởng tồi tệ đến quá trình quay phim, họ sẽ phải cố gắng bắt kịp tiến độ khi hết thời gian cách ly, nguồn tin tiết lộ trên The Sun. COVID-19 đã trở thành cơn ác mộng với Tom Cruise, ngôi sao chính kiêm nhà sản xuất của Mission Impossible 7. Quá trình quay phim bắt đầu từ tháng 2 năm 2020, từng phải trì hoãn nhiều lần vì dịch bệnh lan rộng. Tom đã phải chuyển địa điểm quay phim liên tục, từ Italy tới Na Uy rồi quay về Anh. COVID khiến quá trình quay phim bị kéo dài thời gian và độn chi phí sản xuất, đồng thời ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý của đoàn làm phim. Tháng 12 năm ngoái, trên phim trường Nhiệm vụ bất khả thi ở Anh, hai người trong đoàn đã đứng cách nhau chưa đầy 1 mét, trong khi quy tắc phải là giãn cách ít nhất 2 mét. Tom Cruise, ngôi sao chính kiêm nhà sản xuất của bộ phim, nổi giận trước sự vi phạm của nhân viên. Trong audio The Sun đăng tải, Tom Cruise đã la mắng hai người này hơn 2 phút và tuyên bố sẽ sa thải họ nếu họ phá vỡ quy tắc an toàn lần nữa. Nếu tôi mà nhìn thấy hai anh tái phạm, hai anh sẽ phải biến đi luôn. Nếu bất kỳ ai trong đoàn làm phim này vi phạm thì cũng sẽ vậy. Anh và anh kia nữa, các anh đừng bao giờ vi phạm một lần nào nữa. Tài tử 58 tuổi la lối. Theo nguồn tin, 50 thành viên trong đoàn làm phim đứng hình và im mặt khi Tom nổi cơn thịnh nộ. Tháng 7 năm 2019, đoàn đến Anh quay do được chính phủ tạo điều kiện, nhưng cũng phải hoãn quay nhiều lần do có thành viên nghi nhiễm bệnh. Vì những khó khăn này, Tom Cruise cay gắt việc tuân thủ quy định phòng dịch ở trường quay. Anh thậm chí quát nạt khi thấy nhân viên đứng gần nhau trên trường quay, dọa sa thải họ nếu tái phạm. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, phim chậm tiến độ dẫn đến kinh phí tăng cao. Tom Cruise phải tự chi thêm tiền để làm nơi cho các nhân viên cách ly 14 ngày mỗi khi chuyển địa điểm, bối cảnh quay, nhằm bảo đảm an toàn phòng chống dịch, an ninh và hạn chế người ngoài tiếp cận đoàn phim. Nam diễn viên cũng nhấn mạnh rằng họ đang phải chịu trách nhiệm rất lớn và anh rất lo về sự an toàn của mọi người. Tom nhắc nhở mọi người một lần nữa về khoảng cách đứng xa nhau và tin tưởng mọi người chấp hành quy định. Cách đây không lâu, nam tài tử đã chi 500.000 bảng Anh để thuê một con thuyền lớn cho đoàn làm phim cách ly. Trên trường quay, Tom luôn đeo khẩu trang, mặt nạ và nhắc nhở mọi người làm đúng quy định.